Make up theo màu kẹo. Mình sẽ đổ thêm vào đây cho nó được nhiều màu. Đầu tiên là kem nền. Bốc vào màu nào là phải chọn màu đó nha. Ôi trời ơi, màu trắng. Rồi rồi, đấy con kia này. Chưa gì đã thấy phát sáng rồi đấy. Trắng thế này cơ mà. Tiếp đến là màu mắt. Ủa? Hai màu. Nâu với tàn nha. Mình sẽ dùng bảng phấn mắt của Lemonade. Với bảng phấn mắt Aesthetic Verre 2 này thì cái chất phấn rất là mịn, lên màu chuẩn. Mình thấy bảng này có các tông màu dễ dùng, rất là đa dạng cho nhiều layout nha. Nhú mắt của bảng này siêu bling bling luôn. Tiếp đến là màu má. Toàn là màu đỏ luôn. Trời ơi. Quá tuyệt vời. Cuối cùng là son rồi. Màu nâu. Thấy cụ xinh lắm, cụ bé. Trái tim ta phải tàn nên nụ hồng lại héo đi. Nước mắt rơi trong đêm lạnh, nụ cười nàng lại méo đi.